Các bạn ơi, ngày hôm nay thì Sabine siêu thích cái chỗ này luôn á các bạn. Các bạn ơi, ngày hôm nay á là Sabine đi một cái chỗ mà những lượng sóng này á nó siêu cao, siêu thả xuống dốc mà Sabine vẫn cố gắng lên và xuống. Xong sau đó thì các bạn thấy không? Level mà Sabine đang chạy là level 1. Xong sau đó level 2 á là nó sẽ hơi khó hơn. Còn level 3 nó sẽ còn khó. Level 2 này các bạn, là trước hết mình sẽ thả dốc xuống, sau đó mình hơi lên, sau đó mình thả xuống lại. Sau đó nó cũng giống như là một hình tròn vậy á. Mình lên, mình xuống, mình lên, mình xuống, xong sau đó mình bắt đầu lại. Và Sabine á, các bạn thấy không? Có những bạn mà giúp Sabine á, là tại Sabine á, thì ở trên dốc á, thì Sabine không có kéo cái xe lên, Sabine không có chạy xe lên á. Các bạn thấy không? Bây giờ là một cái chỗ khác nữa mà lần đầu tiên Sabine cũng đi luôn á. Các bạn thấy không? Mình sẽ leo lên, leo xuống. Rồi Sabine sẽ đi xuống, đi lên. Rồi Sabine sẽ bắt vào một cái cầu. Rồi cầu thứ hai nữa thì em của Sabine cũng rất là nhỏ xíu, mà em của Sabine rất là cố gắng để leo lên đó. Sabine thì Sabine đã gần xong rồi. Sabine đang đi qua những một cái cầu mà mình phải traverse qua rất là cẩn thận, chống thời mình bị té. Sabine gần xong rồi đó. Em của Sabine cũng gần Sabine rồi đó. Sabine xong rồi. Bây giờ là em của Sabine sẽ bắt đầu một cái khác mà dễ hơn. Đối với lại Sam thì chỉ là lên xuống giống như là một cái bậc thang vậy á. Thì Sam á, thì em Sam sẽ đi qua đường, xong sau đó em của Sabine cũng đã xong giống như Sabine rồi. Bye bye.